chào anh em nha. Hôm nay thì mình trở lại với anh em sau một thời gian nghiên cứu một cái trang bị cũng thật là hữu ích, đó chính là cái lọc nhớt. Lọc nhớt này có gì đặc biệt? Lọc nhớt ở hãng thì anh em mua là nó 40k một cái đúng không? Thì nó làm bằng giấy và nó có tẩm dầu. Còn cái lọc nhớt này của mình là nó làm bằng lưới thép không gỉ ha. Thì mình sẽ khui hộp một cái cho anh em xem. Đặc điểm của cái này là gì? Đây anh em xem nha. Cái lọc nhớt thép không gỉ này á, cái lọc nhớt zin mình mua hãng thì là bằng nhựa và giấy, còn cái này thì nó làm bằng thép không gỉ. Đầu tiên thì nó không có gỉ sét, không làm bẩn nhớt của mình. Cái thứ hai là ở chỗ khi anh em dùng một thời gian nó sẽ sinh ra tự tính và những cái mạt sắt á nó sẽ bám vào đây ha. Và điều quan trọng nữa chính là cái này mình có thể tái sử dụng được, thay vì cái lọc zin thì mình chỉ sử dụng xong là mình dục bỏ đó, còn cái này thì mình tái sử dụng được, mình có thể rửa lại được ha, vệ sinh được nha. Tại lưới nó bằng lưới thép, nó không có bị rã gặp bởi cái chất lỏng đó, rất là tốt. Cái này trên thị trường anh em thì biết nhiều quá rồi đúng không đó, cái này thì mình bán là 80k ha, 80k một cái. Và thời hạn sử dụng của nó là khoảng từ 4 đến 5 lần tùy theo anh em, hoặc là có nhiều anh em xài những dòng xe nhỏ thì mình xài luôn cũng được đó. Tất cả một đời xe mình thì khoảng chừng 20-30 lần thay nhớt thôi, thì anh em xài vô tư ha. Cái lọc này thì nó xài cho Yamaha anh em, tất cả các xe Yamaha nào có xài lọc nhớt nha, như Sirius hay là Exciter hay là FZ gì đó, R15 V3 V4 V5 gì đó, TFX, tất cả nha đều dùng cái lọc này, nó rất là tiện lợi. Thì trên đây là cái clip mình review cho anh em về cái lọc nhớt được làm bằng thép không gỉ ha. Rồi cái này thì khi gắn phải xả nhớt nha anh em phải thay nhớt, tháo lắp ra và để cái này vào đó. Rồi cảm ơn anh em đã xem video.